Cho mọi người nha. Mọi người vào lại nha mọi người. Dạo này Facebook chán quá, like còn chẳng có người xem ấy. Các bạn ơi vào lại đi xem, chia sẻ cho em nha. Chia sẻ bài cho em nha. Mua áp dụng đồng giá nha mọi người nha. Các bạn chia sẻ bài tăng lên lượt view lên ấy, thì em sẽ bán đồng giá 29.000 cho mọi người nha. Bạn nào mà không không chia sẻ thì là em bán giá 39.000 hoặc 40.000 đi. Cho nó dễ, lại còn 39.000 đồng phí gì nữa. Các bạn ơi xem chia sẻ bài đi mọi người. Đấy, toàn không có người xem thôi. Xem luôn, dạo này Facebook làm sao thế không biết. Dạo này Facebook làm sao ấy, like chẳng có người xem gì cả. Lâu không like chẳng có người xem. Người xem rồi. dạo này làm sao? Cái này chị cũng like rồi, không có người luôn ý. Không có người luôn. Mọi người ơi, xem chia sẻ lên cho em đi nha mọi người nha. Em bán thun nha. Nhưng mà mỗi người phải cho em xin một lút chia sẻ nha mọi người nha. Các bạn mà không chia sẻ là chẳng bán được cái giá này đâu. Chứ hàng này người ta mở ra người ta cũng phải bán 45.000, 50.000 một cái rồi ấy. Em bán có 29.000 nha. Thì đúng ra là không có lời lãi gì đâu mọi người ơi. Lâu em không like lẻ, biết là em cũng chẳng like đồ người lớn bao giờ. Ít khi lắm, gần như chắc kéo một năm một vài lần gì đấy rồi. Thế ra mỗi người cho em xin một nút chia sẻ nha mọi người nha. Đồng giá 29.000 nha mọi người nha. Rồi bắt đầu lên like nha. Nói nhiều tí để khách lại ra hết ấy. Cho nó dễ nha. Rồi em like nha. Cái con này nha, 52-53 cân đổ xuống là mang vừa cho em nha. Bạn nào lấy cái này chốt số 1 nha. Tại vì em chẳng like đồ người lớn được ra, không quen mấy nha các bạn nha. Mà lấy chốt số 1 cho em này. Tại vì trời nóng này ra em cũng lười mặc ấy. Mặc vào thì nó sẽ ra dáng được. Ok. Mặc vào thì nó mới ra dáng được cơ. Thế nhưng mà em trời nóng này em không mặc được. Thế đâm ra là thôi cứ nhấc lên như này thôi nha các bạn nha. Cho dễ này. Con này phi size các bạn luôn nha. Mặc dáng suông. Con này phi size mặc dáng suông cho em, mặc dấu quần dáng suông cho em. Bạn nào lấy cái này chốt cho em má báo này. Cái này xinh cực luôn, má báo nha. Hàng này em nói luôn nha, không có ố, không có rách, không có bẩn, không có xù lông nha, không có gì hết luôn. Cả kiện em vứt đi đúng có 20 con thôi. Đấy, bà lấy cái này chốt cho em má gì nhỉ? Má báo. Màu trắng à? Màu trắng à? Con này nha, màu theo à? Đúng rồi, con này theo 3 thằng người. Con này là theo 3 thằng người đấy nha. Size M mang vừa nhá. Và nó lấy chất trắng. Tại vì không có là. Thế đơn giản là nó nhăn nha mọi người. Cái này phải mặc ra thì lên là mặc lên người nó mới lên dáng được. Và nó lấy chất trắng cho em. Size M mang vừa. Má trắng này. Màu trắng à. Con này rớt vai nha. Con này rớt vai này cũng size M mang vừa nhá. Cái vai của nó lại còn làm dìm này. Mà theo là cái thế gì. À mà theo. Theo ở khuyên môn. Đang like thì cứ làm tin. Cái này size M mang vừa này. Mà nào lấy con này nha, chốt cho em má bèo nha. Má bèo này. Rồi theo của Nguyên Moon này. Theo của Nguyên Moon nha. Mỗi người cho em xin một lớp chia sẻ nha mọi người ơi. Cái bọn này cứ chắc tin. Có 55 cân đầy ơi. 55 cân đầy. Rồi vừa đang mặc gió. Cái này nha, size cho bạn nào khoảng đồ tầm size M nha bạn nhá. Size M là mang vừa này, ai mặc size M nha. Cái này nó bằng rớt vai như này nha. Mà nào lấy chốt vàng cho em này. Size M mang vừa mã vàng cho em nha. Đồng giá 29.000 nha. Các bạn ơi chia sẻ lên cho em nha mọi người nha. Tại vì em dơ ấy thì là nó sẽ không lên được dáng theo yêu cầu. Thế nhưng mà các bạn ấy về mặc vào thì nó khá ra dáng nhá. Con này nha, size cho bạn nào tầm
ký đổ xuống là mang vừa nha, ống tay nó như thế này này. 5556 ký đổ xuống là mang vừa, ai lấy con này chốt cho em mã đỏ nha, mã đỏ này. Chiều nay em vui muộn quá ra em cũng ném ra em cũng chẳng có soạn được ra, cũng chẳng biết là nó có những cái gì. Cứ soạn cứ loạn xì ngầu lên ấy. Con này size M này, size M nha, ai lấy cái này nha chốt trắng cho em này, size M mã trắng này. Nhiều trắng lắm đâu hết rồi đấy. Mã trắng nha. Con này dáng crop top nha, dáng crop top này, con này size M nha, cứ 52 cân đổ xuống là mang vừa nhá. Bà nào lấy con này nha, chốt cho em mã lấp lánh nha, 52 ký đổ xuống mang vừa, mã lấp lánh cho em này. Ui, mã đỏ đây, mã đỏ cho chị Mây này. Mã đỏ cho chị Mây nha. Con này là phi size nha các bạn nhá, mặc kiểu như là dáng suông dáng xước gì em chẳng nhớ nó mặc kiểu gì em không nhớ nó kiểu gì luôn, đằng sau nó như thế này nha các bạn nhá, đằng sau nó may kiểu thế này, ở lưng như này, ở đây đằng trước như thế này nha. Con này phi size này, ai lấy cái này nha chốt cho em mã trắng nha, mã trắng cho em này, phi size mã trắng. Con này hàng hiệu nhá, con này hàng hiệu này, con này hàng hiệu của hiệu 361 đây này. Rồi chào Hoàng Thắm nha. Con này hiệu 361 này, size S là mang vừa con này nha các bạn nha. Ai lấy cái này chốt hiệu cho em nha. Chắc chẳng nha ai bán hiệu giá 29.000 đâu. Bạn nào lấy cái này chốt hiệu cho em này. Mỗi người cho em xin một nút chia sẻ đi mọi người ơi. Vì bán cái giá này là rất chi là rẻ. Vâng, rồi ok, thế em sẽ nói ấy luôn nha. Đấy, mã hiệu size S này. Đây nha, size S hiệu 360 gì, lại quên. 361. Cái con này này xanh mờ gì đã chia sẻ rồi, cảm ơn chị Châu Mai nha. Cái con này là size M nha, size M 5556 ký đổ xuống là mang vừa. Cái con này các bạn mặc là mặc cái áo bra ở bên trong nha, tại vì cái lách này của nó rộng này, kiểu như áo kiểu mặc áo phối với bra ấy. Mà nào lấy con này chốt cho em mã đen nha, 5556 ký đổ xuống mang vừa, mã đen 78 kg á. Em cũng không biết là có hay không, tại vì em sạn ra nên em cũng không nhớ. Con này size S nha, tầm 50 cân đổ xuống thôi. Tại vì thun thì nó mặc thì nó sẽ co giãn ra nha các bạn nha. 50 cân đổ xuống là mang vừa, con này ai lấy chốt khỉ cho em nha. 50 cân đổ xuống mang vừa mã khỉ này. Con này vừa em mặc cái này, em vừa có mặc chụp ảnh cái này. Con này là một dây nha các bạn nha. Con này size S nha, 48-49 cân đổ xuống mang vừa, mã sao cho em, mới cứng luôn nha các bạn. Mã sao nha. Sao đen đúng các loại. Đồ đấy, cái em không biết cái gì. Cái con này còn nguyên tem luôn này, cũng size S luôn này. Size S nha, còn nguyên tem luôn nha. Cái này mặc ôm sát body luôn nha. Bà nào lấy cái này nha, chốt cho em mã hoa này. Má đen hình con khỉ. Rồi má đen con khỉ này cho chị. Chị gì đây? Chị Thanh Đặng nhá. Chị nào chốt đơn thì chắc chắn lấy hàng cho em nha. Chứ dạo này là hay có nhiều người làm bom sản tứ tung luôn đấy. Thanh Đặng này. Mà nào có đơn inbox nha, mỗi người cho em xin một nút chia sẻ nha mọi người nha. Con này nó cổ rộng rộng như thế này, có kéo khóa ở đằng trước nhá. 52-53 cân đổ xuống là mang vừa mã vàng cho em này. 52-53 cân đổ xuống mang vừa mã vàng. Con này lỗi rồi, em bỏ ra. Con này 5556 ký nha các bạn nha. 5556 ký đổ xuống mang vừa con này nha. Ai lấy chốt đen cho em nha, chốt đen cho em nha. 5556 ký đổ xuống mang vừa mã đen. Con này hàng hiệu này. Những cái con cổ đứng như thế này ấy, cổ như này này, nó toàn hàng hiệu hết nhé các bạn nhé. 53 cân này, 53-54 cân đổ xuống mang vừa con này. Ai lấy lấy chốt hồng cho em nha. 53-54 ký đổ xuống mang vừa má hồng. Con này phi size nha, nhưng con này chất rất chi đậm mát luôn.
Con này phi sai nha, chất rất là mát luôn này. Bà nào lấy chốt trắng cho em nha, phi sai nha, má trắng này. Bao cân mặc được nha, gầy mặc được, nhỏ mặc được, to mặc được. Con này size S rồi ạ, 48 49 cân đổ xuống mang vừa, má cười. Má cười nha. Rồi đem chốt cho chị Mây nha. Đem chốt cho chị Mây này. Hồng với chị Mây luôn này. Mọi người ơi, mọi người cho em xin một lúc chia sẻ đi. Size to hơn đấy bạn ơi, tại vì tớ vứt. Bạn chịu khó xem đúng không? Tại vì tớ vứt lẫn lộn lắm, thế đâm ra là phải chịu khó xem. Vì vừa tớ mới khui xong ấy, thế đâm ra là lém tứ tung hết. Con này đẹp này. Con này rất là đẹp luôn. Chị gì nhờ chị Mây mặc vừa này, 55 cân đổ xuống. Tại vì cái con này em vừa mặc thử rồi này. Nó xẻ hai bên này, nó xẻ vạt hai bên này, rất là xinh luôn. Dáng dấu quần này xẻ vạt hai bên nha. Tầm 55 cân đổ xuống là mang vừa con này nha. Ai lấy con này nha, chốt cho em mã xẻ này. Má xẻ cho em nha. Các bạn ơi, mọi người cho em xin một chút chia sẻ nha mọi người ơi. Bán đồng giá có 29.000 thôi. Mỗi người cho em xin một chút chia sẻ. Em có cái con này mặc thay váy nhá. Mặc thành váy luôn đấy các bạn ạ. Size S là mang vừa nhá, 48 cân này. 48 cân đổ xuống là mang vừa con này. Ai lấy cái này chốt cho em má chuột nhá. Má chuột cho em, mặc thành váy được luôn nha mọi người nhá. Má chuột này. Con này hàng hiệu này. Con này hàng hiệu nha, mới cứng luôn nha. Size M nha các bạn nha. Size M này, 55 cân đổ xuống là mang vừa. Ai lấy chốt hiệu cho em nha. 55 ký đổ xuống mang vừa, mã hiệu cho em này. Xẻ của chị Mây nha. Chuột của Dương Linh nha. Trong kiện này nó lẫn mấy cái dãy váy, váy dài dài kiểu như thế này đấy. Tôi thấy có mấy cái cho Dương Linh này. Rồi, vừa đâu được cái váy 30.000. Xẻ chị Mây này. Xẻ cho chị Mây nha. Con trắng này nó pha gen nha. Con trắng này nó pha gen ở đằng trước như này nha mọi người. Size S này 48kg nha, 48kg đổ xuống mang vừa con này nha. Ai lấy con này chốt cho em mã gen nha. Mã gen này. Rồi, hiệu của chị Mây này. Mọi người ơi, chia sẻ lên cho em đi. Nói thật luôn là em bán cái giá để lấy tương tác thôi. Thế đâm ra là các bạn mỗi người cho em xin một lúc chia sẻ nha. Có rẻ như bèo ấy, ai mở kiện ra mà bán đồng giá 29.000 không. Cái này của chị Mây này, 30.000 một cái áo hiệu không? Hiệu ra ngoài mua vài gen của Quyên Bun nha. Hiệu ra ngoài mua vào cửa hàng của nó, mua vài trăm nghìn cái. Của em bán được có 29.000. Quyên Bun này. Quyên thích màu trắng à? Con này nha, rất chi là đơn giản bình thường thôi, trơn nhưng mà mát rượi luôn nha, cổ tim nha, không mát cho giả lại em nha. 52, 53 cân đổ xuống mang vừa, size M nha, ai lấy cái này nha, chốt trắng cho em, mát rượi luôn, má trắng cho em này. Con này to nha, 55, 58 ký này, 55, 58, 60 cân là mang vừa con này nha các bạn, cái cổ của nó như này rằng dáng dấu quần nha. Ai lấy cái này chốt tím cho em nha. Má tím cho em, cái cổ của nó phối màu như này nha mọi người nhá. Má tím cho em, 55 cho đến 58 60 cân đều vừa cho các bạn nha. Má tím cho em form dấu quần nha. Má tím. Con này to này, bà là to đùng ngã vật đây này. Con này size L nha, 60 cân, 60 65 cân nha. 60 65 cân đổ xuống mang vừa. Cái con này ở đằng trước nó cứ đục 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 lỗ như thế, nó làm đục đục lỗ đằng trước như này nhá. Má đen cho em này. Cái con này á là nó sẽ nó là cái dáng dạng như kiểu kim tuyến bằng mỏng 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 ấy nhá, mà năm ngoái em thấy nó hot 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 ấy. Ống tay thì loe như thế này nhá.
Đây, size S là mang vừa nha, tầm 50 cân đổ xuống là mang vừa con này. Ai lấy con này nha, chốt cho em mã lấp lánh này, tím của chị Mây này. Tím của chị Mây nha. Cân đổ xuống mang vừa mã rêu cho em nha. 55 cân đổ xuống mang vừa mã rêu nha. Ờ, nó bị Facebook bây dạo này nó làm sao ấy, chị live stream chẳng ai thấy luôn ấy, cứ toàn phải chụp ảnh mà. Live stream mà không có người thấy luôn ấy. Em xíu nha, em bốc lên nha. Cho cầm chồng cao cao lên để nó đỡ phải mũi. Đen của chị Lê Hiền nha. Đen là cái gì nhỉ? Đen là cái to đùng đúng không chị Lê Hiền ơi? Cái to đùng ngã vật này phải không? Có cái nó đục 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 ở đằng trước hay cái gì? Đằng trước ấy nó toàn làm cái kiểu đục 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 thôi. Đen của chị Lê Hiền nha. Qua cho em chốt đơn cho mọi người nhá. Rồi màu xám size S này, 48 cân nha, con này dáng off body nha các bạn nha. 48 kg đổ xuống mang vừa con này, bạn là lấy con này chốt cho em mã xám này. Mã xám nha. Con này nó mặc như kiểu em mặc này này, nó lệch như thế này nha các bạn, nhưng mà nó màu hồng, à nó màu đỏ. Màu đỏ nó lại có cái bông thêu bông hoa hồng ở đây nha. 55 cân ạ. Con này 55 cân đổ xuống mang vừa, ai lấy cái này chốt đỏ thêu cho em nha. 55 kg đổ xuống mang vừa mã đỏ thêu ạ. 55 cân là size M đấy Cherry ơi. Cái tầm size M đổ xuống là mang được. Ôi bà nào mà con này chắc phải đến hàng có đến 80 cân mất. 80 cân nha các bạn nha. Dáng suông rộng thình thoảng thoải mái luôn nha. Có túi hai bên nha các bạn nha. Còn 80 cân mới mặc vừa nha. Ai lấy con này chốt mã 80 cho em này. Mã 80 cho em này. Vâng, dạo này làm sao ấy, Facebook bây giờ em cũng nhắn tin nhiều quá, nó còn quét luôn cả Facebook ấy. Con này size L nha, đỏ thêu của chị Châu Mai nha. Con này size L này, cái cánh rơi nha các bạn nhá. Cánh rơi size L này, mặc với lại quần short bo bo là rất là xinh luôn. 60 cân nha, ai lấy con này chốt cho em mã cánh rơi này. Mã cánh rơi này. Đỏ thêu này là chốt cho chị gì lại quên rồi, chị Châu Mai. Theo của chị Châu Mai này. Có đấy Hà Vi ơi. Con này size S ạ. Size S nhưng mà cái con này size S không mặc vào đâu. Size S rộng lắm. Nó để size S thôi nhưng size S mặc rộng lắm. Con này phải 55 cân đổ xuống cho em nha. 55 cân đổ xuống mang vừa con này cho em. Mà nào lấy cái này nha, chốt đỏ cho em này. Đây các bạn mặc mặc sơ vin. Nhưng con này mặc sơ vin là đẹp, chất rất là đẹp luôn nha. Má đỏ cho em nha. 55 kg đổ xuống mang vừa má đỏ. Cái này mặc áo 2 dây ở bên trong nha các bạn, không mặc phối con này ra bên ngoài. Tại vì cái con này nó phải mặc phối nhá, tại vì nó mỏng nhá mọi người nha. 55-58 kg đổ xuống mang vừa em này nha. Mà nào lấy chốt trắng. Cái này đa phần dáng nó cũng to mà. Con này size 58 cân đổ xuống nha. 58 cân đổ xuống mang vừa. Cái này rất là mới luôn, chất gì em chẳng biết được đâu. Nhưng mà rất là mát, má rêu. Còn cái màu trắng nhỉ. Ô con này hay này. Rồi đỏ của chị Mây này. Ôi ghi cái à. Cho ghi cho cái trắng của Cherry này. Trắng của Cherry này. Cherry này. Cho em một cái nhá, tại một mình em đi nó hơi lâu. Đó là của ai nhỉ, quên. Đó của chị Mây này. 30.000 một cái, nó thật rẻ. Rẻ hơn cả ấy luôn, rẻ bằng cái cà bát. Con báo hồng con lấy con.
Con này là bo hai bên nha các bạn nha, là bo hai bên, xong ở đằng trước nó còn đính hạt rồi còn rớt vai như thế này nhá, phải còn đính kim sa ở cả đằng trước như thế này luôn, đằng sau thì quét hình giọt nước này. Con này size cho bạn nào mà tầm 58 kg đổ xuống là mang vừa nha. 58 kg đổ xuống mang vừa, con này ai lấy con này nha, chốt cho em má hồng này. Má hồng cho em nha. Con trắng á, con trắng đấy nó mặc phối với áo 2 dây ở bên trong ấy, con đấy là mặc lên rất là đẹp luôn. Con báo hồng luôn mất rồi nhỉ. Hay bán sừ rồi không biết. À đây chưa. Đây em ơi, báo hồng đây. Báo hồng này phi size cứ 58 cân đổ xuống là ok này. Báo hồng mặc dáng dấu quần đây này. Lấy thì chốt báo hồng nha. Báo hồng. Ờ. Có nhìn thấy bằng thám thế này, báo hồng chốt cho em luôn này. Báo hồng cho Cherry nha. Con này à, hàng hiệu nha các bạn nha. Cái chất này của nó này, nó co giãn thoải mái như cái sợi cao su luôn nha các bạn nha. Cứ 55 cân đổ xuống là mang vừa. Con này cho em đằng trước này nó dính kim sa hết nha. Ai lấy con này nha, chốt cho em mã kim sa nha. Mã kim sa nha. Rồi báo hồng chốt cho Cherry rồi. Ai lấy này chốt kim sa cho em, 55 cân đổ xuống là mang vừa nha. Mã kim sa. Con này đẹp quá mà bị một chấm bẩn ở đây mới rồi. Về các bạn giặt lại nha, bán rẻ về giặt lại này. Màu trắng rất dễ giặt luôn. Con này nó theo con chim ở đây này, ở chỗ này này, nó có một tí bẩn đây, về chấm tí thuốc tẩy vào là được nha. Con này 55 cân đổ xuống là mang vừa nha. Ai lấy cái này chốt cho em mã lỗi nha. 20.000 mã lỗi này. 20.000 mã lỗi nha. 20.000 mã lỗi. Con này theo ở đây nha các bạn nha. Nó theo ở đây này. Ở dưới cũng theo luôn. 55 cân đổ xuống mang vừa mã hồng cho em nha. 55 cân đổ xuống mang vừa mã hồng này. Rồi kim sa cho chị Mây. Cái con kim sa này này, cái chất của nó thích lắm. Nó co giãn thoải mái luôn. Mây này. Con trắng này cổ trái tim nha các bạn nha. Cổ trái tim của con này bị áp màu nữa rồi. Khách sạn lúc chiều nay còn sạn còn không phải nhìn được kỹ hết. Con này bị áp màu rồi. Má lỗi. Má lỗi cho chị Hà Nguyễn này. Lỗi đâu nhỉ. Rồi lỗi 20.000 của chị Hà Nguyễn này. Quay lại con hồng. Ủa. Thật sự đây mặc vào thử cho xem. Tại vì cái nói chung là cái món này cứ phải mặc vào người nó mới ra được dáng các bạn ạ. Chứ còn nếu mà dơ nhìn chán đời lắm. Đây hồng đây em ơi, rộng rãi thoải mái, 55 cân đổ xuống là ok nha. Rộng rãi thoải mái. Má hồng cho em này. Lười xỏ, trời này nó nóng mà nên lười xỏ. Lỗi em ở trên lá đây, chị xem lại nào. Kim sa má lỗi, má lỗi của Cherry. Đúng rồi. Lỗi của Cherry nha. 20.000 này. Rồi, má lỗi của Cherry nha. Con này size cho bạn nào là tầm 53-54 cân nha. 53-54 cân đổ xuống mang vừa nha. Cái này nha, chốt cho em má đen nha. 53-54 ký đổ xuống mang vừa má đen này. Đen nha. Con này khoảng 40 đen nha các bạn. Con Vicky áo màu xám chụp hình có gắn Vicky khách lấy rồi nha. Này, cái con này nó phối như thế này này. Nó to lắm, con này phi size, có thể gọi là phi size các bạn nha. Bạn nào 55 cân đổ lên đến 65 cân đổ xuống là mang vừa con này nha. Ai lấy con này nha, chốt cho em mã dây nha. Mã dây này. Cái này ba lỗ mặc ở nhà rất là mát luôn này. Size cho bạn nào mà khoảng độ tầm 53-54 cân đổ xuống mang vừa má ba lỗ nha. 53-54 cân đổ xuống mang vừa má ba lỗ này. Má đen chốt cho chị Mây này. Má đen cho chị Mây nha. Cái này con hồng mà đen hết rồi. 670-700 cân đấy chắc là có. Con này hàng hiệu nha các chị nhá. Con áo thể thao này hàng hiệu này. Áo thể thao, chất thể thao hàng hiệu nha, 55 cân nha.
đi nhỉ. 55 cân đổ xuống là mang vừa con này nha. Ai lấy cái này chốt thể thao cho em này. Chốt thể thao này. Ba lỗ này cho Cherry nha. Ba lỗ này mặc phối với sóc bò là cực kỳ đẹp luôn. Mặc với số phối với sóc là ok. Cherry này. Cái con này nó form mấy nhá các bạn, mặc ở nhà này. Mặc ở nhà cho nó mát này. Những bạn nào mà thích mặc váy xuống xuống ở nhà ấy, 55 cân nha, mặc cái váy ngủ ở nhà cũng được. 55 cân đổ xuống là mang vừa con này mặc ở nhà nhá các bạn, cho nó mát này. Và nó lấy con này chốt cho em mã dài nhá. Mã dài này. Thể thao này là của Cherry này. Chất thể thao này mặc thích lắm. Cái con này em thấy đẹp nhất là cả ai lấy nhỉ? Con này lúc em like đầu like là em đẹp với đẹp không ai lấy. Đây, con này này. Con này size cho bạn nào cũng ở độ tầm size S nha, 48 49 cân đổ xuống là mang vừa. Con này ai lấy cái này chốt lấp lánh cho em này. Chất đẹp cực luôn. Má lấp lánh nha. Một con áo trắng size L nha, cổ đứng nha các bạn nha, size L cổ đứng là đứng này. 60 cân nha các bạn nha. Tầm 60 65 cân là mang vừa nha. Ai lấy cái này chốt cho em má cổ nha. Má cổ cho em này. Má dài của Cherry này. Dài của Cherry nha. Các bạn có thấy em chốt mã nào thì nhắc nha. Con này hàng hiệu của Display nha. Mấy cái em chốt. Cherry ơi, cái này ấy là chị đã lọc hết rồi, không có không ố này, không rách này, không bẩn này, không xù lông, không có nha em nha, không có luôn. Con này hàng hiệu của Display nha các bạn nha. Con này hàng hiệu của Display size M nha, size M mang vừa, 55 cân đổ xuống là mang vừa. Con này ai lấy cái này chốt cho em mã chuột nha. Mã chuột. Chiều đây chị lọc rồi mà. Con này size S nha, mặc ôm sát body, chất cốt tông, thoải mái mát luôn nha, size S nha. Ai lấy con này nha, chốt cho em mã xanh đi, mã xanh nha. Có màu trắng vỏ không em? Em chẳng biết màu trắng vỏ là màu gì, em mù màu lắm, không biết trắng vỏ là cái gì đâu. Không biết màu gì ấy. Con này size S này, chất mắt rượi luôn nha, rồi chuột của Đặc Linh nha. Size S chất mắt rượi này, nhưng mà con này nó để size S nhưng mà phải 52 cân mới vừa đấy các bạn. 52 cân đổ xuống mang vừa, con này ai lấy cái này chốt xám cho em nha. Chốt xám cho em này, xanh này, chuột này. Chuột, xanh này là của ai lên, chuột của ai lên trước nhỉ? Chuột của Dương Linh này. Xanh này, xanh là của chị Dương Linh cũng lên trước nhé các bạn ơi. Các bạn ơi, chốt đơn là chốt chắc cho em nha các bạn nha. Tại vì mở kiện ra bán cái món này và bán với cái giá này á là không có lời luôn. Xong lại còn hàng tồn nữa chứ, chứ làm gì có lời đâu. Thế ra các bạn nào mua hàng là chốt chắc chắn cho em nha. Con này size lớn nha các bạn nha. Con này size cho bạn nào tầm 58-60 cân đổ xuống nha. Ai lấy cái này chốt hồng cho em nha. 58 cân đổ xuống mã hồng cho em nha. Chuột em chốt ở trên đây chị nhìn lại em nào. Rồi má chuột nha, chuột của Dương Linh nha em sau nha. Chuột của Dương Linh em sau. Chị Nguyễn Nhung cũng sau. Con này đã bị lỗi rồi. Con này nó lỗi rồi, tôi bỏ đi. Đấy, chiều em lọc rồi đấy. Và giờ nó còn thấy. Ôi dồi ôi, con này có mà đến hàng à. Gọi là con này gọi bao cân rồi các bạn. Kiểu như là đó là dáng suông, dáng phi sai nha các bạn nha. Xuông phi size mặc được nha các bạn nha. Cứ cho bạn nào mà tầm 48 cân đổ lên và chắc là 65 cân đổ xuống. 65 cân đổ xuống là mang vừa con này nha anh nha. Bạn nào lấy con này nha, chốt cho em má phi size này. Má phi size, cái con đấy nó màu ngoài nó giống như màu bạc ấy, màu đồng bạc ấy. Nói thật là nhiều khi em nói màu mà có size về đừng trách nhá. Tại vì em không biết màu đâu. Size S 48 cân, con này mặc ôm sát body, chất mát rượi luôn, má tím cho em. Con này đẹp này, chất mát lắm. Má tím cho em nha. Con này phi size nha, 65 cân đổ xuống mang vừa, chốt em má hồng nha. 65 cân đổ xuống mang vừa, má hồng cho em.
này hàng thể thao tím của chị Nguyễn Nhung nha. Con này chất thể thao nha, 52 53 cân này. 52 53 cân đổ xuống mang vừa, con này ai lấy cái này nha, chốt cho em mã sọc nha. Rồi tím của chị Nguyễn Nhung này. Hết em hết mã tím rồi nha chị Hà Nguyễn ơi. Cái con tím của lợ này nó còn không dính nữa cơ, không có dính giấy ấy. Dán mặt trong luôn này. Này trên là gì lại quên mất tên là Nguyễn Nhung à? Riêng cái con này phải để riêng ra, nó không dính giấy. Sọc, sọc của ai đây? Rồi, sọc của chị Nguyễn Nhung này. Nóng quá. Ôi con này đẹp quá này. Con này cái màu của nó lạ này, mà rất là mới luôn nha. Con này phi size nha các bạn nha. Phi size cho em này, 65 cân đổ xuống là mang vừa. Con này 55 cân đổ lên, 65 cân đổ xuống. Con này nha, ai lấy cái này cho chốt cho em mã lâu nha. Con này rất là mới và đẹp này. Mã lâu. Ơi Thắm ơi, không thấy có bà comment gì luôn. Đây là con ba lỗ nha. Ba lỗ này mặc rất là mát luôn. Ba lỗ thì thường thường nó đơn giản thôi nha mọi người, nhưng mà rất là mát. 50 cân ạ. Crop top có nha bạn ơi. 50 cân đổ xuống là mang vừa. Con này ba lỗ này nha. Ai lấy con này nha, chốt cho em mã ba lỗ nha. Con này ở bên ngoài nó là màu hồng nhá. Màu hồng giống này ánh trắng trắng kiểu khí thì nói chung là màu hồng. Bà nào lấy chốt hồng nha. Con này hiệu Kappa này. Con này hàng hiệu nha. Con này size cho bạn nào tầm 53-54 cân. 53-54 cân đổ xuống mang vừa. Con này ai lấy chốt hiệu cho em nha. Chốt hiệu cho em này. Má lâu này mặc cực kỳ mát luôn. Thích lắm, chất thích lại thích luôn. Lâu của chị Mây này. Ba lỗ của chị Hà Nguyễn này. Hà Nguyễn sẽ inbox qua cho em nha. Hồng, hồng là cái gì không biết, hồng like chưa, từ nãy giờ đã có like cái gì màu hồng đâu. Hiệu của chị Dương Linh nha. Cái con này này, hiệu này là trên áo nha, là nó in hình chìm cái con hổ hay con gì ấy, không biết con gì. Hay là họa tiết gì, họa tiết. Dương Linh này. Em ấy mã hiệu rồi. Con này nha, rất đơn giản và rất nhẹ nhàng thôi, mặc bao mát cho mọi người luôn. 52 cân đổ xuống nha. 52 53 cân đổ xuống là mang vừa. Con này ai lấy con này chốt cho em mã xám này. Mã xám nha. Con này size cho bạn nào mà khoảng độ tầm 52 cân 3 cân nha. 52 53 cân đổ xuống mang vừa. Con này ai lấy chốt trắng này. Có một cái sáng của chị Nguyễn Nhung nha, có một cái đầm đắng suông size S nha các bạn nha, toàn bộ là nó dát kim sa ở đây nha các bạn nha, nó dát kim sa hết. Con này size S thôi nha. Size cho bạn nào mà 48 cân, 48 49 cân đổ xuống là mang vừa con này nha. Con này ai lấy chốt kim sa cho em nha, kim sa cho em. Con này bán 40.000 nha các bạn nha, đẹp lắm. Đọc cái công dát kim sa thôi cũng ấy rồi. Này, đẹp cực luôn. 40.000 nha, quá rẻ luôn. Mã kim sa này. Thì là mã gì cơ? Này, trắng. Ừ, trắng này là của chị Nhung này. Rồi, xám của chị Nhung. Đây phi size này, 65 cân đổ xuống mang vừa má hồng cho em nha. 65 cân đổ xuống mang vừa má hồng. Trời ơi. Các bạn ơi, mọi người cho em xin một lúc chia sẻ lên đi mọi người. Để em lôi nó ra đây để like. Ba lỗ đen này.
vì về hôm nay vui muộn quá vứt lẫn lộn mà. Con này 53 cân đổ xuống mang vừa má cá nha. 53 cân đổ xuống mang vừa má cá. Thế lâu không mặc quần áo, tự dưng hôm nay giở trứng mặc quần áo vào mà thấy nóng khó chịu thật. Ôi, chẳng mấy khi mặc quần áo đâu, toàn mặc váy rồi mặc quần áo nóng lắm. Con này size S nha các bạn nha, size S này. 48 cân đổ xuống mang vừa con này nha. Ai lấy cái này chốt cho em má cốm nha. 48 kg đổ xuống mang vừa má cốm cho em này. 52, 53 cân đổ xuống ở ống tay là theo gen, pha gen như thế này nha. Má hồng 52, 53 kg đổ xuống mang vừa má hồng này. Xuống mang vừa con này nha, nó bị bẩn đây mất rồi, về các bạn phải giặt rồi. Thôi con này bỏ qua đi, giặt rồi bị chết. Đây, con này thích này, con này chất thích này các bạn này. Chất nó co giãn nha, nó co giãn màu rêu kim tuyến ở bên ngoài nó lấp lánh kim tuyến đi ạ. 53, 54 cân đổ xuống mang vừa con này, ai lấy cái này chốt rêu cho em nha. 53, 54 cân đổ xuống mang vừa má rêu. Rêu chả đẹp sao, quá đẹp luôn. Con rêu hơi bị đẹp luôn đấy. Bà nào vừa con ấy lấy thì chất của nó thích lắm. 52 cân đổ xuống mang vừa má hồng. 52 cân đổ xuống mang vừa má hồng nha. Rêu của bé Rum nha. Con ấy đẹp mà, 30 nghìn kìa. Đính kim sa ở trên áo nha các bạn nha. 58 cân nha. 58, 60 cân đổ xuống mang vừa con này. Ai lấy con này dáng dấu quần được nha các bạn nhé. Và lấy con này này, chốt cho em má kim sa này. Má kim sa nha. Con này hàng thể thao nha mọi người nhé. Hàng hiệu của Adidas luôn này. Con này hiệu Adidas luôn nha các bạn nha. Hàng thể thao Adidas luôn. Size S mang vừa màu hồng phấn nha. Ai lấy cái này chốt má hiệu cho em. Đằng sau nó nằm khoét hình dòng nước này đấy. Và lấy cái này chốt hiệu cho em. Hiệu Adidas nha. Hàng thể thao màu hồng phấn. Má hiệu. Con này chất bao mát luôn. Cái con này nó lại lỗi rồi. Ôi xưa. Con này bán lỗi nha các bạn nha. Về các bạn về giặt lại nha các bạn nha. Nó hơi bẩn ở đằng sau. Ở đằng trước bị. Thôi con này bỏ qua đi. Hiệu chốt cho Cherry này. Hiệu ở đây là Adidas đây. Con này size cho bạn nào là khoảng độ tầm 52 cân nha. 50 cân thôi các bạn. 50 cân đổ xuống mang vừa con này má xanh nha. 50 cân đổ xuống mang vừa má xanh. Ôi, có cái con khủng bố Mira đen này, kiểu mặc kiểu gì. À, cái con này như kiểu cánh rơi, gần như cánh rơi ấy này. Nó thùng 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 ra hai bên, kiểu chẳng biết mặc kiểu gì. Con này phi sai nha các bạn nha, ai lấy chút cốm cho em, chẳng biết là con gì. Má cốm nha, xanh của chị Nhung nè. Đấy, trên đỉnh ấy. Đấy. Xanh của chị Nguyễn Nhung nha. Con này hàng hiệu tiếp này. Con này size cho bạn là tầm 53, 54 cân đổ xuống mang vừa. Ai lấy chốt hiệu cho em nha. 53, 54 cân đổ xuống mang vừa má hiệu nha. Má lỗi đấy em bỏ rồi. Tại vì thấy nó bị cả đằng trước cả đằng sau. Nó bị chấm chấm như kiểu mốc ấy. Nên em bỏ rồi. Con này mặc thành ấy nha. Mặc phối với ấy này các bạn này. Dáng dấu quần này. 52 cân đổ xuống mang vừa má. Cho em má dài nha. 50 cân đổ xuống mang vừa má dài nha. Chắc là vừa đấy em ạ. Tại vì nó rộng như con trâu ấy. 70 cân. Chắc là bà cũng không biết được cái dáng này. Từ từ thử xó mọi người xem nào. Tại vì cái dáng này ấy, nó lạ lắm. Chẳng nhìn thấy mấy bao giờ. Chắc không vừa đâu. Tại vì thấy lách chặt đấy. Cái con này nhỏ thôi. Chẳng biết nó mặc kiểu khí gì. Nó mặc bo. Nó mặc bo như thế này này em ơi. Thế thì con này chỉ tầm cho bạn là khoảng độ tầm 52, 53 cân thôi các bạn ạ. Nó mặc bo như thế này thôi. Bo như thế này 52, 53 cân thôi các bạn ạ. Đổ xuống là mang vừa đấy nha. Dài của chị Mây nha. Dài của chị Mây. Con này chỉ 52, 53 cân thôi. Mặc bo. Ồ, nó bé mà nó mặc bó sát vào người. Nhìn rõ ràng là rộng như một con trâu luôn ấy. Thế nhưng mà mặc lên người là bo và người là dính vào người ấy. Dài của chị Mây. Con này lại bị bẩn người đằng sau rồi. Nhìn như trâu. Chị còn nhìn như trâu với nó bẩn. Con này size M hàng hiệu nha. Con này size M hàng hiệu này, 53, 54 cân đổ xuống là mang vừa. Ai lấy chốt hiệu cho em. Họ chốt mã hiệu đằng trước cái chữ này nó đính như cái hạt lấp lánh ấy.
xuống mang vừa má hiệu. Tại vì cái này em vừa mới phun nước chập tối đây xong ấy, đâm ra là em cũng chưa ấy được, đâm ra nó hơi nhăn. Về các bạn là phải giặt ra nó mới phẳng được nhá, chứ còn em dơ lên nó bóc lai ra cái là lai luôn, nên ra nó thế nhá các bạn nhá. Nhìn nó không ra được giá. 55 cân đổ xuống mang vừa, cái này size M nha, hiệu của chị, hiệu của Cherry. 55 cân đổ xuống mang vừa nha, chốt cho em má đen này, má đen này. Nói thật là nếu mà để khui kiện hàng ra ấy, mà bán giá bán đầu đi vờ mà đã bán đồng giá 29 ngày kỳ này các bạn nhá. Sau ấy nó còn hàng sau ấy, sau em còn phải xả rẻ nữa, ta chẳng có gì nào lãi đâu. Thế nên ra là bạn nào mà chốt đơn ấy chắc chắn lấy hàng cho em hắn chốt nha, chứ chốt chơi chốt dạo là chán lắm. Đen của Cherry nha. Con này phi size cho em nha, cũng tầm 5558 cân này. 5558 cân dáng dấu quần má vàng cho em nha. Má vàng này bán quá rẻ luôn á. Con này nó kim sa ở hai bên nha, nó làm kim sa ở hai bên này. 55 cân nha, 55 cân đổ xuống dáng dấu quần, mặc phối với quần kiểu như mặc quần bò, mặc cái này xuống như thế này là đẹp nha. Ai cho em nha, má kim sa mới cứng luôn. Quần lâu không mặc quần, mặc quần khó chịu. Chẳng biết giờ lại ra cởi ra, chẳng biết đứng. Con này 52, 53 cân đổ xuống mang vừa, nhưng mà là lấy cái này chốt cho em má lá nha, kim sa của bé Bum này. Má lá cho em nha, vàng của chị Mây nha. Đùa chứ thật sự là nóng quá, cái con trên người em đang mặc này ai lấy chốt luôn đi để ra cởi cái bộ quần áo ở trên người này ra. Em không mặc quần bò bao giờ, em ghét mặc quần bò lắm, chẳng bao giờ mặc quần bò. Hôm nay có live stream ấy chẳng cái máu không lấy ra mặc váy thì đâm ra là mình ra dở trứng mặc cái quần bò vào khó chịu. Em chẳng bao giờ mặc quần bò. Chẳng bao giờ mặc quần bò luôn. Cái ở trên người em mặc này nhá, cứ bạn nào mặc size S là mang vừa nhá. 48-49 cân mang vừa, bạn nào lấy cái này chốt lệch vai đi. Chị Mây á? Sao chị Mây này mua mấy năm rồi? Mã lá là gì à? Mã lá là cái này của chị Mây. Mã lá của chị Mây nha. Lấy áo trên người nhé. Rồi ok, để em lột ra luôn cho đỡ khổ người. Thôi cái này cái kia thành mặc cái váy luôn nha các bạn ơi. Cái này thành cái váy, cái này đẹp quá này. Size S, ui đẹp quá. Size S thôi nha các bạn ơi. Con này chỉ 48 cân đổ xuống thôi. Bên ngoài nó nhìn này nó nhũ kim sa lấp lánh đẹp xuất sắc luôn. Trời ơi 40.000 con này, ai lấy cái này chốt mã 40 cho em, con này đẹp này. 40.000 mã 40 nha. Đợi em một phút cái kim của lợn ra đây. Sống. Hả? Cái gì đấy? Đây nha, cái này là của ai nhỉ? Hà Hà Nguyễn này. Còn cái kia của bé Dung đi chưa? Cái con này nó làm run ở hai bên nha các bạn nha. Con này nó làm run 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 ở hai bên này. Con này size cho bạn là tầm 52 cân nha. 52 cân đổ xuống mang vừa em này, cổ tim này, bà nào lấy cái này chốt đen cho em nha. Chốt cho em má đen này. Má đen ạ. Tụi em bác ghế ra để ngồi nha các bạn. Ngồi nhưng mà chẳng ngồi quen dâu bao giờ. Thế này được rồi, đỡ mỏi. Cái này size S nha các bạn nha, 48kg này, 48-49kg đổ xuống mang vừa con này nha. Bạn nào lấy cái này chốt cam cho em nha. Chốt theo mã. Có mà, tớ còn chốt theo mã mà. Nhưng mà cái bạn đấy, bạn ấy tớ hỏi là ai có lấy cái đấy không thì bạn ấy lấy cái đấy trước mà. Bạn lấy chốt cam cho em, cái này xinh này, mặc ôm sát body luôn cho các bạn nha. Cái này các bạn mặc phối này là đẹp nha, má cam này. Con này là dây lăn chéo tứ tung đằng sau lưng nha. Đằng trước thì như thế này. Con này size cho bạn nào mà tầm 53-54 cân đổ xuống nha. Bạn nào lấy con này nha, chốt cho em má dây nha. 53-54 cân đổ xuống mang vừa má dây.
con chó ở đằng trước, con chó mặt sẹo. Vàng của Phương Ly này. Vàng của Phương Ly nhai có đơn inbox qua cho em nha. Thấy này. Hả? Không yêu con vàng. Làm gì có con vàng nhỉ? À vâng, trời ơi vâng, xinh vàng. Con này đòi theo nha. Bây giờ mình thấy Thắm nha, Thắm ơi, chào chị Hồng Anh nha. Cái này size cho bạn là khoảng độ tầm 52, 53, 54 cân. Là lên vừa con này nha, bạn nào lấy con này chốt chó cho em này. Chốt cho em mái chó, đúng rồi, lâu lắm em có like liver đâu. Con này size S, 48 cân đổ xuống, mặc ôm sát body cho em, má đen nha. Má đen. Ờ, rồi ok, mắt tớ kém mà nhìn nhầm dây của chị Mây nha. Đây là cái màu xanh có dây này. Cái mắt tớ kém ấy. Con cái con của lọ này nó mặc như thế này này, chẳng biết mặc cái gì nha các bạn ơi. Chắc cái con này nó chỉ 55 cân thôi, nó giống như cái con bồ cốm con nãy ấy. 55 cân thôi nha các bạn nha. Nó kính xanh dáng cánh, cánh kính rơi ấy. Ai lấy con này nha, chốt cho em mã cánh rơi nha. 55 cân đổ xuống mang vừa mã cánh rơi. Này vừa cánh rơi này còn vừa có crop top chó. Chó của chị Mây nha. Con này vừa crop top lại còn vừa kiểu gần như cánh rơi ấy, chẳng biết mặc kiểu gì. Duyên ơi, chị gọi vừa gửi rồi nhá. Cái này size cho bạn nào mà còn 55 cân đổ xuống mang vừa mã vàng cho em nha. 55 kg đổ xuống mang vừa mã vàng. Ui, con này mát, chất mát rưỡi này, một cái hình nó hơi nứt rồi các bạn ạ. Con này nhá, nó chất của nó rất là mát luôn, 53-54 cân đổ xuống mang vừa. Nhưng cái hình ở đằng trước này của đó này nó hơi dặn rồi nha. Ai lấy cái này chốt mã lỗi cho em, 20.000 mã lỗi nha. Đúng rồi, em chẳng like người lớn mấy khi đâu. Tần này like bon chen thử xem nó thế nào. Mà tương tác nó kém lắm. Cái ba lỗ này size S mang vừa nha các chị nhá. Size S mang vừa, 48 cân đổ xuống, mã đen cho em. Mã đen màu vàng. Con này size cho bạn nào 55-56 ký đổ xuống là mang vừa nhé. Ai lấy cái này chốt xanh cho em này. 55-56 ký đổ xuống mang vừa mã xanh. Cái này còn đầu ở đâu? 60 cân đổ xuống mang vừa mã đỏ cho em nha. 60 cân đổ xuống mang vừa mã đỏ này. Ôi con này xinh quá này. 55 cân đổ xuống mang vừa nha. Ai lấy chút lâu cho em. Cái cổ của nó làm cổ tim nó lại còn xếp đi ấy. Má lâu cho em nha. Con này rớt vai như này nha. 50-52 cân đổ xuống mang vừa má dây. Mọi người ơi, chấm bài lên đi mọi người. 55 cân đổ xuống mang vừa con này nha. Con này nó hơi dày, vải nó hơi dày nha mọi người nha. Ai lấy chốt cho em mã sọc nha. Mã sọc. Lắm cái con này rồi. Dây của chị Nguyễn Nhung nha. Đây là con đen này. Con này hàng hiệu này. Con này có một đôi. Cái con này nó có một đôi nhưng lấy em có like một con rồi đấy. Giờ còn con nó này. Màu hồng hàng hiệu, hiệu 361 độ nha. Ai lấy chốt hồng cho em này. Con này khoảng độ tầm 52 cân đổ xuống nha. 50-52 cân đổ xuống mang vừa. Ai lấy cái này chốt hiệu cho em. Con này nó có hai chiếc liền nha. Má hiệu cho em này. Con này phi size nha. Chất rất chi là mát luôn. 58 cân đổ xuống là mang vừa con này nha. Và làm thích mặc rộng thì thoảng 45 cân đổ lên là ok nha. Ai lấy cái này chốt rêu này. Chốt em má rêu, cái này mặc rất là mát. Mọi người cho em xin một lúc chia sẻ. Nhưng mọi người ơi, con này cổ đứng nhá. 52 cân đổ xuống mang vừa con này. Bạn nào lấy cái này chốt hồng này. Chốt hồng cho em nha.
Con này hàng hiệu của Line này. Con này nó dáng ba lỗ ấy, gần như ba lỗ, sát sát lách. Mặc con này là ôm sát người luôn nha các bạn nha. Ủa, nó đóng cái cúc ở lâu quá. Rêu của riêng họ nha. Rêu cái con hình con chó này ở đấy. Con này hàng hiệu của Line này. Ôi nhưng con này đã bị bẩn ra đằng sau hết rồi. Con này về các bạn vò cái là nó sạch nha. Con này vò cái là nó sạch, nó bị bẩn đấy thôi chứ không phải bị ố nha. Vò cái là sạch, con này hàng hiệu của Line này. Size cho bạn nào mà tầm 50 cân đổ xuống là mang vừa. Ai lấy cái này chốt cho em mã lỗi 20.000 mã lỗi. Về các bạn vò lại là sạch nha, đảm bảo là sạch. Cái con này á, nó mặc mặc cái cổ của nó, cổ đắp chéo như này nhá. Cổ đắp chéo như này này, 52, 53, 52, 53 các bạn phải mặc lên ấy, thì cái cổ nó mới đứng được lên nha. Hoặc là phải mặc thêm cái áo ấy ở bên trong nha các bạn nha. Ai đấy này chốt bi cho em 52, 53 ký mang vừa má bi. Má bi, size em là size bao nhiêu? Size M đúng không? Size M thì cứ 52, 53, 54, 55 cân là size M là gì? Của lợi này mặc cái láo này này, bộ xương ngập rồi. Cánh rơi này, 58 cân, 55, 58 cân đổ xuống là mang vừa con này nha. Ai lấy cái này chốt cho em má vằn này, má vằn nha, má bi của chị Mây nha, má vằn này rất hiểu mới luôn, má vằn nha. Xuống mang vừa, ai lấy cái này chốt đen 5556 ký mang vừa má đen. Má đỏ. Má vằn của chị Nguyễn Nhung. Vằn của chị Nguyễn Nhung nha. Con này bà nhà bà nào mà có mẹ ấy, mẹ mua cho mẹ cái này nhá. Tại vì cái này là phải những người chung chung tuổi già rồi mới mặc được. Vì toàn bộ đằng trước của nó lại màu đen, nó lại còn giáp toàn bộ là kim sa. Nhưng mà cái form kiểu nó làm như này là chỉ những người là già già mặc thôi nha các bạn nha. Rồi đó của chị Nguyễn Nhung nha. Đó của chị Nguyễn Nhung nha. Cái này chỉ những người là già thôi nha. Bạn nào có mẹ mua tặng mẹ thôi này. Cái này tầm 60 cân đổ xuống nha các bạn nha. 60 cân đổ xuống là mang vừa con này. Giáp toàn bộ kim sa luôn, rất là đẹp luôn. Ai lấy cái này nha, chốt cho em mã kim sa. Con này má kim sa cho em phải 60 cân các bạn nha. 60 là 1 cân ấy. Má kim sa nha. Con này size S 50 cân đổ xuống mang vừa má dây cho em. 50 cân đổ xuống mang vừa má dây. Của chị Mây nha, kim sa của chị Mây này, mã dây của chị Hà Nguyễn này. Dây của chị Hà Nguyễn, dây là cái màu vàng này. Anh để ý con này nó vứt xuống thì cho mới nhớ được. Cái đấy là của chị Mây, còn cái vàng vàng dây của chị Hà Nguyễn. Con này 54, 55 cân đổ xuống mang vừa mã xe nha. 54, 55 ký đổ xuống mang vừa mã xe cho em này. Con này phong suông nha, mặc rộng rãi thoải mái luôn nha. Size M nha. Size M này, tầm 5558 cân đổ xuống nha. 5558 cân đổ xuống mang vừa con này. Ai lấy con này nha, chốt cho em mã hồng nha. Đây để xem mã đen là mã vằn này. Từ cái mã vằn nha là của chị Nguyễn Nhung lên đầu tiên này. Mã đỏ chị Nguyễn Nhung này. Mã đen đấy là mã kim sa mà, đọc là kim sa mà. À đen thể thao ấy. Bác đen thể thao chốt cho. À đây, rồi đen thể thao này của Hoàng Thắm nha, của Hoàng Thắm này. Đen thể thao của Hoàng Thắm này. Đây, con này 55 cân nha các bạn nha, 55 cân, dáng dấu quần nha. Ai lấy cái này cho chốt hồng cho em này. Rồi đen thể thao của Hoàng Thắm nha.
cái con này á, nó mặc ấy lắm, à nó mặc rất vai nha các bạn nha. Thế này, nó hở vai như thế này nha các bạn ấy. Đó, nó bỏ hở hai vai hai bên. 55 cân đổ xuống là mang vừa con này, ai lấy cái này chốt cho em má rách. Đen thể thao vàng thắm lên suốt như cherry ơi. Cáo nhỉ. Để kiểm tra lại khăn nữa thật là ngồi xa mắt tớ kém tớ không nhìn được. Chẳng biết ai lên trước. Rồi má đen là hoàng thắm lên trước. Cherry lên thứ hai nha. Hoàng thắm lên trước, cherry lên thứ hai. Mắt kém ngồi xa không nhìn rõ. Con đầu lâu hay xương mắt chéo này. 50-52 cân này. 50-52 cân đổ xuống mang vừa con này nha. Ai lấy cái này chốt cho em má xương nha. Má xương nha. Con này hơi bụi bặm một tí này. Con này mặc rất thì là sành điệu luôn nha. Bụi bặm là cái màu nó làm loang 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 thế chứ không phải loang điểm sao đâu nha. Này, cái ống tay của nó cũng làm rách thế, đằng sau cũng rách như thế nha. Con này size cho bạn nào mà còn độ tầm 53-54 cân nha. 53-54 cân đổ xuống mang vừa con này. Ai lấy con này nha, chốt cho em mã loang này. Đằng trước lại rác toàn bộ là những cái hạt và lấp lánh hết nha. Má loang. Con này to lắm. Con này chất thì là mát nhưng mà to nha các bạn. Con này là 65 cân ạ. 65 cân đổ xuống mang vừa con này. Ai lấy cái này chốt hồng nha. Chốt hồng này. Con này mặt đằng trước của nó mặc đấy. Còn đằng sau của nó là mặt khối ren nha các bạn nha. Size S 50 cân đổ xuống là mang vừa con này. Má trắng. Cánh rơi này. 58 cân, 58 cân đổ xuống mang vừa. Ai lấy cái này chốt cho em má tim nha. Má tim. Con này dính toàn bộ kim xả đằng trước nha. Ống tay hơi bồng nha. 53-54 cân đổ xuống mang vừa. Con này ai lấy cái này nha. Chốt cho em má người. Má người nha. Con này cổ tim này. Con này hàng hiệu nha. Con này chất bạc cứ chỉ đằng mát. 55 cân. Không, con này không được 55. Con này tầm 52-53 cân thôi nha các bạn ơi. 52-53 cân đổ xuống mang vừa má tím cho em. Con này mặc rất là mát luôn. Má tím. Con này phong xuông nha.
Phân xuông này size cho bạn nào khoảng độ tầm 52 53 cân đổ xuống nha. 40 cân đổ lên, 52 53 cân đổ xuống là mang vừa con này nha. Ai lấy con này chốt cho em mã chuột nha. Cổ yếm này. Mã này là mã gì? Không biết mã gì, bây giờ mỗi người lên một mã, người thì lên ba lỗ, người thì lên cổ yếm, người thì lên hiệu trắng. Ba lỗ của ai? Đấy là mã cổ yếm chứ. Cổ yếm là của chị Nguyễn Nhung. Rồi, cổ yếm của chị Nguyễn Nhung nha. Cái này là phong xuông nha các bạn nha. 52, 53 cân đổ xuống là mang vừa. Con này ai lấy cái này chốt cho em mã chuột. Mua đâu được con chuột này có giá 30.000. Mã chuột nha. 55 cân đổ xuống mang vừa. Ai lấy cái này chốt mã hoa nha. Chuột của Đào Như Ngọc. Chuột của Đào Như Ngọc nha. Con này dáng crop top nha các bạn nha. 55 cân đổ xuống mang vừa. Ai lấy cái này chốt xanh cho em này. Chốt xanh nha. Con này chất nó thể thao, nó có kiểu như là thông hơi ấy. Con này còn nguyên tem size M này. Xinh không? 55 cân đổ xuống mang vừa. Con này ai lấy cái này chốt hiệu cho em này. Mới xuất sắc luôn. 29.000 à 30.000, quá rẻ luôn. Con này mặc thành váy được nha các bạn nha. 50 cân đổ xuống mang vừa. Ai lấy cái này chốt mã váy cho em nha. Hiệu của chị Mây nha. Mã váy cho em. Con này vừa cánh rơi, vừa kiểu gì cũng biết, to như con trâu ấy nha. Chắc phải 65 cân, 65-70 cân mới vừa. 65-70 cân mới vừa con trâu này nha. Ai lấy cái này chốt hồng cho em này. Con này là hiệu Fila này. Con này bị lỗi một xíu rồi các bạn, về mặc ở nhà nhé. Cái ở viền trắng này của nó hơi bị một tí màu hồng vào rồi, về mặc ở nhà. Size S nha, nó lại còn bo ở hai bên nha các bạn nha. Hiệu Fila size S bo hai bên, lỗi một tí ở viền trắng. Ai lấy cái này chốt má lỗi cho em, 20.000 má lỗi này. Váy của chị Hà Nguyễn này. Ừ. 52 cân đổ xuống váy. 52 cân đổ xuống mang vừa, con này ai lấy chốt hồng cho em. Mã lâu. Con này nó dáng cờ rốt tốt nha. Các bạn nào hay mặc với baggy hay phối với baggy thì những con này là rất là đẹp đến mùa thu thu ấy. Phối là rất là xinh luôn, nhưng con này bị bẩn à. Con này đã bị bẩn tí là sao rồi nha, về các bạn vò lại cho em nha. Cái này vò là được nha. 55 cân đổ xuống mang vừa, mặc cái bóc ghi đẹp là bếp ghi đẹp này. Ai lấy con này nha, chốt cho em má trắng này. Má trắng cho em 20.000 má trắng. Có bị lỗi tí, về các bạn về giặt nhẹ cái là nó sạch nhá. 55, 56, 57 cân mang vừa má đen cho em. 55, 56, 57 cân mang vừa má đen. Ôi con này như cái váy á. Con này mặc mùa thu rồi nha các bạn ơi, nó như cái, thành cái váy rồi. Cái váy rồi nha các bạn. Con này size 52 cân đổ xuống mang vừa má váy. Má trắng của Như Ngọc nhá. Đã chốt váy, cho váy nào. Váy sọc kia chốt rồi nha. Trắng của Như Ngọc này, đen. Đen của chị Mây. Đen của chị Mây. Con này nó suông suông nha, bạn nào 1m50 là mặc đẹp này. Suông nha. Váy kiểu phong suông ấy, ai 1m50 là mặc được nha. 50 cân đổ xuống mang vừa, bạn nào lấy chốt váy. 50 cân đổ xuống mang vừa mã váy, sao lại có con bé tí tẹo teo như áo của trẻ con này. Cái này của trẻ con nha các bạn ơi. Cái này của trẻ con này nó rất vai, nó xòe xòe này nha. Cái này cho bạn nào bé nào khoảng tầm 22 cân, 18-22 cân các bạn. 18-22 cân, ai lấy cái này chốt má bé cho em. Má bé nha. Má váy là gì biết. Cái này. Váy, váy của Đào Như Ngọc nha. Váy của Đào Như Ngọc. Váy của Đào Như Ngọc trước nha, chị Hà Nguyễn sau này. Chị Ngọc Hân ơi. Chị chưa được cái nào. Bé của chị Nguyễn Nhung này. Cái áo bé bé này của chị Nguyễn Nhung. Bé của chị Nguyễn Nhung nha. Tại vì em mắt em không kém, em không nhìn được. Em nhìn xa, em không nhìn rõ, em ra em phải xem lại.
này bé trắng này. Ôi trời ơi, cái này đẹp như thế này mà lại ố như thế này. Đẹp như thế này mà nó bị ố rồi các bạn ơi. Ôi đẹp này cơ mà. Về tẩy đi nha, cái này màu trắng muốt luôn, xinh quá này. Về tẩy đi, nó bị ở dưới gấu các bạn ạ. Nó bị ố ở dưới gấu, một tí dưới gấu này. Về các bạn tẩy đi, cái cổ của nó đẹp lắm này. Xinh ơi xinh luôn, 55 cân nha. 55 cân đổ xuống mang vừa, màu trắng rất là dễ tẩy luôn. Ai lấy con này chốt mã lỗi cho em, 20.000 mã lỗi này. Cái này nó mặc cái láo nhé. Úi xa, cái của lợn đằng trước đằng sau. Em nhớ mà, nhưng mà em thấy chị lên sau mà. Nhớ chứ sao lại không nhớ. Má lỗi của chị Hân nha. Đấy, 20. Chị Mây, lỗi của chị Mây. Cái này sai cho bạn nào dán crop top nha. 50. Cái này cho bạn nào mà tầm 50 cân các bạn ạ. 50 cân đổ xuống là mang vừa nha. Ai lấy con này nha, chốt cho em mã điệu này. Mã điệu nha, ở đằng trước này nó xoắn 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 bông hoa. Mã điệu cho em này. Con này mới cứng luôn nha. Con này cực kỳ mới luôn này. Con này 52 cân, 52, 53 cân ạ. 52, 53 cân, 54 cân vẫn vừa nhé. Vì cái chất của nó co giãn mà. Hoặc là lấy cái này chốt đen cho em nha. Chốt đen này, điệu này. Điệu là của chị Nguyễn Huế này. Điệu của chị Nguyễn Huế nha. Điệu của chị Nguyễn Huế. Còn cái con này má đen cho em đấy nha. Đấy, đấy là má điệu. Cái con đấy bánh bèo này. Đen của chị Mây này. Đen của chị Mây nha. Con này size cho bạn nào tầm 53 cân đổ xuống mang vừa má sọc cho em nha. 53 kg đổ xuống mang vừa má sọc. Con này chất cốt tông này. Má sọc cho em này. Thấm mồ hôi ấy. 53 cân đổ xuống mang vừa má tua rua cho em. Má tua rua, tua rua này. Má tua rua nha. À em đã chọn đâu? Sọc của chị Nguyễn Huế. Cái kiện, cái váy ấy ở kiện ống vứt vứt ở ngoài sân cơ. Chưa cả làm. Tối nay em bán này là bán kiện phông người lớn chị ơi. Mai mới làm váy được. Tại vì váy... sọc hết rồi nhá, tại vì váy ấy, nó nóng nên ra là em chưa có làm, mai em mới làm. Mày nóng lắm, ra ngoài sân nó như là lửa ấy. Có làm được gì ở ngoài sân hôm nay đâu. Rồi con này rất là xinh luôn. Con này nó in hoa ở bên hai bên ống tay nha. 55 cân đổ xuống này. 55 cân đổ xuống mang vừa, con này má đỏ cho em này. 55 kg đổ xuống mang vừa má đỏ. Con này cái ống tay của nó làm kiểu khí gì, nó làm như thế này, bo 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 kiểu như này. Dáng bo bo bên dưới đó nha. 55, 56 cân đổ xuống mang vừa, con này má sọc cho em. Đó, của chị Mây, chị Trung sau. Má sọc nha. Con này hiệu Adidas nha. Con này hàng hiệu của Adidas này. năm mươi lăm cân đổ xuống mang vừa, con này ai lấy cái này nha, chốt cho em má hồng nha. 55 kg đổ xuống mang vừa má hồng hiệu Adidas nha. Con này chất cực kỳ thích luôn, không thích không lấy tiền này. Chất rất là đẹp luôn nha. 58 kg đổ xuống nha. 55-58 kg đổ xuống là mang vừa, con này ai lấy con này chốt cho em má xám này. Chất đẹp cực luôn, má xám, cái này mặc rất là mát. Con này hàng hiệu của Kappa nha. Hiệu Kappa là những cái hình của nó hơi dạn rồi nha các bạn ơi. Cái hình của nó hơi dạn rồi nha. 58 cân đổ xuống mang vừa, ai lấy cái này chốt cho em mã lỗi nha. 20.000 mã lỗi này. Má xám của chị Mây nha, chị hàng đứng sau rồi. Má lỗi cho em, nó là hàng hiệu của Kappa. Nhưng mà em để gần cho các chị nhìn này. Đấy, cái hình của nó hơi dạn rồi, các bạn mặc ở nhà cũng được nha. Chất chỉ mát luôn. Đấy, mã lỗi 20.000 nha. Cô lời quá. Rồi ok chị, mã lỗi của chị Mây nha. Rồi sáng mai hứa là sẽ làm cho. Sáng mai em nhặt cho. Không một tí để lửa đêm ra nhặt. Tí lửa đêm nó mát trời ra nhặt. Người chị trong cái mát kìa. Ờ mà chị Mây nhanh. Tại vì
không phải là lười mà là cái do cái kiện khăn của lợ ấy, em cứ phải làm khăn mấy ngày hôm nay liền luôn đấy, chứ không chứ là chứ bình thường ví dụ em không vướng những cái lằng nhằng này phải làm khăn lâu đó, nhặt từng cái một đi, thế đâm ra là chẳng có thời gian làm những cái khác ấy, thế đâm ra là chưa làm cho ai được, thế đâm ra là sau mai em nhặt cho, sáng mai em nhặt cho. Con này size cho bạn nào mà size S thôi nha các bạn ơi, 48 49 cân đổ xuống mang vừa má mèo cho em này, má mèo cho em nha. Sáng mai hứa là nhặt cho. Còn chị kia thì nhắc rồi, em dặn để rồi. Con này cũng size M này, 55 56 cân đổ xuống mang vừa nha. Ai lấy cái này chốt cho em má má trắng nha, má trắng, má mèo của Hoàng Thắm nha. Má trắng cho em nha, 55 56 cân đổ xuống mang vừa má trắng này. Con này size cho bạn nào khoảng độ tầm 55 cân đổ xuống mang vừa nha. Ai lấy cái này chốt vàng nha, 55 cân đổ xuống mang vừa má vàng ạ. Nhấc cái trắng này. Nhấc cái trắng ra. Trắng rồi. Trắng rồi mây. Có crop top nhưng mà em chẳng biết nó như thế nào, bốc cái đầu em lên đến đấy rồi. Chứ cũng không biết cái nào mắt giờ còn hoa còn tết nữa. Cứ nhìn lên màn hình cái là xuống em ngúi xuống để em nhìn cái áo phát này là chẳng nhìn cái gì luôn. Con này size cho bạn nào là tầm 53 54 cân đổ xuống là mang vừa nhá, cổ nó bắt chéo tim tim như thế này này. Ai lấy con này chốt sọc cho em này. Chốt sọc cho em nha. Rồi ok, mai nhặt xong thì em gửi luôn. Con này mặc mát lắm này. Đơn giản nhẹ nhàng nhưng rất chi là mát. 52 53 cân, sao cái cổ nó rộng nhỉ? Con này chắc cổ rộng các bạn. 52 53 cân mang vừa con này, ai lấy cái này chốt mã cổ cho em, cái cổ nó hơi rộng nhá. Mã cổ. Con này mấy con này là toàn cổ rộng rộng thôi. Sọc của chị Nguyễn Nhung. Sọc của chị Nguyễn Nhung nha. Những con này mặc lên người mát nhưng không mặc cái gì luôn đấy. Mát nhưng không mặc cái gì luôn đấy. Nhẹ bốc. Con này size cho bạn nào vào tầm 48 49 50 cân nha. Má cốm cho em. 48 49 50 cân má cốm. 52 cân đổ xuống mang vừa má đỏ. Má đỏ, má cổ chị Hà Nguyễn. Rồi, đẹp như thế này. Nó đi hỏng mất rồi. Tan nát. 50 cân nha. Có còn tem nha. 50 cân đổ xuống mang vừa má tem. Mấy con này chiều nay không nhìn kỹ giờ bị bẩn ống tay luôn. Cái này bẩn tí ống tay rồi, các bạn mua về mặc ở nhà cho mát này. 52, 53 cân đổ xuống mang vừa. Ai lấy cái này nha, chốt cho em má mát này. Má mát 20.000 nha. Không nhớ đâu bạn ơi. Ôi trời ơi, ai mà hỏi em là bây giờ chị chốt được bao nhiêu cái rồi em ơi. Chịu. Chịu chết luôn ấy, em không nhớ đâu. Phải sáng mai chốt đơn mới nhớ được. Con này đằng trước nó như thế này nha, đằng sau thì nó phối gen như thế này này. 55 cân đổ số mang vừa, ai lấy chốt cho em má gen. Con này mặc cái sót cực đẹp luôn. Má gen cho em, cái tà đằng sau của nó đẹp cực luôn. Nó là gen mà. Nó làm gen ấy. Ôi, có con này nữa này. Con này phi size nha các bạn nha. 58 cân đổ xuống mang vừa con này. Ai lấy cái này chốt mã váy cho em mặc ở nhà cho mát này. Mã váy này. Con này như cánh rơi ấy, cánh rơi này. Con này cánh rơi các bạn nha. Cổ nó đến những cái hạt lấp 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 lánh này. Nhưng mà có một cái hạt ở đây nó hơi tuột rồi, các bạn xiên lại là được. Có nghĩa là các bạn khâu nó lại là được ấy. Khâu chặt nó vào, rút cái dây ở bên trong khâu chặt nó vào là được nha. Con cánh rơi này nha, size cho bạn nào mà tầm 58 cân đổ xuống mang vừa, ai lấy cái này chốt cánh rơi cho em nha. Má váy của chị Nguyễn Nhung này. Má cánh rơi cho em. Từ từ kéo lại như thế. Má cánh rơi nha. Thế đấy, con cánh rơi là dấu bụng rất là tốt. Mà nào béo bụng ấy, dấu bụng tốt. Con này crop top này. 55 cân đổ xuống mang vừa, dáng crop top nha. Ai lấy cái này chốt má kem cho em nha. Má kem cho em. 55 58 ký đổ xuống mang vừa má hoa này. Làm bao cái món này. Con này
53 cân đổ xuống mang vừa này, và nào lấy cái này chốt cho em má ghi. 53 ký đổ xuống mang vừa má ghi này. Ủa, con này như con trâu ấy. Con này size 3XL cơ. Em không xem được hẳn rồi á, em mạng kém rồi. Con này tận size 3XL nha, 70 cân nha các bạn nha. Má 70. 70 cân. Con này đằng trước nó cứ làm thủng 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 nên không sao nó làm thủng nhiều lại không biết sướng không đây. Nó nản kiểu thế. Cái này sai cho bạn làm tầm 52 cân đổ xuống mang vừa má sọc cho em nha. 52 ký đổ xuống mang vừa má sọc. Size S 50 cân đổ xuống mang vừa má gấu cho em nha. 50 cân đổ xuống mang vừa má gấu nha. Có nhìn thấy bà. Nhìn thấy. Size S ôm sát body nha, 48 cân đổ xuống mang vừa, ai lấy con này chốt má tím cho em. Má tím cho em nha, rồi má sọc của chị Nguyễn Nhung này. Má tím cho em nha, cái này mặc là ôm sát body, mặc đến đâu nó tự co giãn ra đấy nha các bạn nha. Cái này là tím sọc ấy. Mình sọc ấy. Đen trơn này. Đen trơn nha, đen trơn này 53 cân đổ xuống mang vừa má đen này. 53 ký đổ xuống mang vừa má đen. Con này nó phối diềm như thế này nha các bạn ơi, nó phối diềm hai ống tay với ấy thân áo xuống này, dáng kiểu dáng vuông vuông ấy. 55 cân đổ xuống mang vừa má hồng cho em nha. Má hồng. Mạng giật hả? Dạo này làm sao mạng nó kém mạng nhiều người mà chẳng bao giờ xem online. Con này phong suông nha, hai bên ống tay của nó lại nó đính toàn bộ kim sa nha, chất mát rượi luôn, size M là mang vừa nha. Bà là thích mạng rộng thoải mái thì cứ 45 cân đổ lên và 55 cân đổ xuống nha các bạn nha. Con này đẹp này. Đấy, 55 cân đổ xuống là mang vừa, 45 cân đổ lên, những cái trắng trắng trên áo là kim sa hết nha. Ai lấy cái này chốt kim sa, quá đẹp con đấy luôn. Má kim sa nha. Con này ống tay đó là ống tay là như thế này nha các bạn này, thấy nó làm thủ thủ như thế. Ô, con này nó bị lỗi rồi các bạn, bỏ qua thế. Nhiều khi kiểm tra chẳng thể kiểm tra được hết ấy, lỗi vẫn còn đấy. Ống tay nó tua tua như thế này này. 48 50 cân đổ xuống mang vừa, con này ai lấy chốt cho em má tem nha. Má tem này. Kim sa của Phương Ly, à đâu kêu kim sa của chị Nguyễn Nhung trước. Chị Nguyễn Nhung lên trước nha. Con này 50 cân đổ xuống mang vừa còn nguyên tem. Bạn nào lấy cái này chốt má thì má tem. Con này đẹp này. Con này đẹp nha các bạn nhé, nó mặc nó rất vai như thế này này. Đấy, xong nó lại dài dài này, nó giấu quần nha. 55 cân đổ xuống mang vừa, ai lấy cái này chốt rớt vai cho em nha. 55 ký đổ xuống mang vừa, má rớt vai. Con này cổ thuyền nha. Cổ thuyền này, mặc hơi kiểu lệch như này tí này. 50 cân đổ xuống nha, 48 cân thôi, size S thôi. 48 cân đổ xuống mang vừa, má vàng cho em này. Con này size cho bạn làm khoảng tầm 55 cân đổ xuống mang vừa má lâu cho em nha. 55 ký đổ xuống mang vừa má lâu. Vai là gì biết. Vai là gì ấy chị ơi? Không phải, con đấy là con tem. Con màu vàng này đúng không chị ơi? Con màu vàng này như là bây giờ em đọc lệch vai đúng không? Chị Mây ơi, đúng con màu vàng thì ok cho em nha. Đọc xong phát em quên luôn. Má lấy này chút lâu, 55 cân đổ xuống nó bo hai bên nha. Má lâu này. Có một con này nó dáng thân dài này, thành dáng váy luôn rồi nha. 52 cân đổ. Con này nó bị rút một sợi chỉ làm sao lưng rồi. Con này bỏ qua đây này. Không phải á. Rớt vai ý, rớt vai là con gì. Con cá
52, 53 cân nha các bạn nha.
con đổ xuống mang vừa con này nhá. Ai lấy con này chốt cho em má lá này. Má lá nha. Khi size 60 cân đổ xuống là mang vừa con này. Cứ 50 cân đổ lên, 60 cân đổ xuống là mang con này đẹp nha. Má đỏ cho em, con đấy đẹp đấy. Má đỏ. Size S 48 49 cân mang vừa em này, má hồng cho em, 48 49 ký mang vừa má hồng. Lấn một cái váy 2 dây nha các bạn ơi, mặc ở nhà nha các bạn nha. Váy 2 dây mặc ở nhà 48 kg này. 48 kg đổ xuống mang vừa cái váy này nha. Ai lấy cái này chốt váy cho em này. Mấy giờ? Trắng. 10 rưỡi rồi. Mắt nó nhíp cái nhìn cái gì cả. Rồi váy này 53 cân 54 cân đổ xuống mang vừa cái váy này nha. Ai lấy cái này nha. Mà nào lấy cái này chốt cho em má sọc mặc ở nhà nha. Má sọc này. Máy. Còn mà nào xem nữa không mọi người ơi, hay là em nghỉ đi. May mắt em mỏi quá chẳng nhìn đến gì luôn đấy. Sau mà nào không có đủ đơn thì mai lại like nhưng mắt không nhìn đến gì luôn rồi. Nhìn mờ lắm. Kiểu như mấy hôm nay em ngủ ít ấy. Ngủ ít ra không nhìn đến gì luôn. Giờ nhìn lên mặt em cũng không nhìn thấy cả mặt em luôn đấy. Con này phi size nha các bạn ơi. Phi size này 58 cân đổ xuống là mang vừa con này nha. Lấy cái này chốt đỏ cho em đấy. Không nhìn cái gì luôn này. Mà lấy chốt đỏ cho em nha. Chốt đỏ cho em này xinh cực luôn. Mã đỏ cho em. Mà mắt nó kém mất nhìn cái gì. Nghế. Để đi ngủ sớm. Để mai lại like thôi. Chắc là không nhìn cái gì rồi. Em giờ mắt nhìn cái gì rồi. Của tổng như thế này. Cô qua này đẹp thế này. Cô like lốt con này nghỉ đi các bạn ơi. Con này size cho bạn nào mà 52 cân nha các bạn ơi. Mặc khối nó còn bò buộc dây ở đây này. Hai cái đan đan ở đây nó buộc ở đây nha các bạn nha. Tự dưng mắt em kém không chẳng nhìn cái gì. 52, 53 cân đổ xuống mang vừa con này nha. Ai lấy cái này chốt cho em má buộc này. Má buộc nha. Sau em nghỉ nữa xong mai lại like nha mọi người ơi. Tự dưng mắt chẳng nhìn cái gì luôn đấy. Ngủ ít. Ngủ ít dùng điện thoại nhiều là hậu quả của việc đấy. Không nhìn thấy gì luôn rồi. Thế nha, má buộc cho em. Đẹp á. Không nhìn thấy gì rồi. Chả đấy, mắt nó chẳng mũi. Thôi nghỉ nhá mọi người. Nghỉ thôi, mai em lại like. Bạn nào mà chưa đủ đơn thì mai em lại like. Chốt nha, hình như chắc vẫn phải còn nửa kiện nữa ấy. Mới like được một nửa thôi. Mới like được một lửa đấy nha mọi người nhá. Em nghỉ like nha. Ai có đơn thì inbox qua cho em chốt đơn cho mọi người nha mọi người ơi. Tại vì giờ mắt nó thật là kém quá rồi. Không nhìn thấy cái gì luôn. Đấy. Thôi em nghỉ nha. Bye bye mọi người nha.